Cá sòng bà con ta biết hết cá sòng đúng không? Thịt nó mềm, nó ngọt mà rất là dễ ăn. Nhưng mà nó tốt, thật tốt. Nhưng mà không phải nó tốt như vậy là ai cũng ăn được nha bà con. Bà con ta vui lòng nhớ những người có bệnh thế này, vui lòng đừng ăn, để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Và nó làm cho chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Khi có những người này ăn vào thì bệnh nó như vậy và xấu đi cho sức khỏe. Đó là người mắc bệnh gút, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, sốt, dị ứng, huyết áp, người bị tổn thương gan, người bị thận, người bị xương khớp, rối loạn máu, sơ gan, bệnh lao, bồn chồn, nôn mửa, vui lòng đừng ăn cá sòng. Nếu ăn cá sòng thì nó xấu đi cho sức khỏe, là những người đó là không nên ăn, là người gút, rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, sốt, dị ứng, huyết áp, người bị tổn thương gan, thận, xương khớp, rối loạn máu, sơ gan, bệnh lao, trong người thấy bồn chồn và nôn mửa thì vui lòng đừng ăn cá sòng, để cho nó tốt và nó tốt cho sức khỏe của mình. Và bà con, ngoài ra cá sòng nó tốt, thật tốt cho sức khỏe, nó tốt cho hệ thống tim mạch, rồi nó phát triển não bộ tốt, cho xương chắc khỏe, tăng chiều cao, loãng xương, tốt cho răng, cho móng, giúp cho cơ thể dẻo dai, bền bỉ. Đó, hả bà con, tốt ha, tốt, nó tốt lắm đó. Nó tốt là tốt cho hệ thống tim mạch, cái hệ thống tim mạch phát triển não bộ tốt, làm cho xương chắc khỏe, tăng chiều cao, loãng xương, tốt cho răng, móng và giúp cho cơ thể dẻo dai, bền bỉ. Ta ăn như các loại cá bình thường ta hay ăn hàng ngày, ăn sao các loại cá chứ sao, thì ăn cá sòng này vậy. Nhưng mà nếu ta ăn liên tục 6 ngày thì chúng ta phải nghỉ một ngày, chứ không phải 7 ngày một tuần là chúng ta ăn hết nha bà con. Cho nên ăn 6 ngày phải nghỉ một ngày rồi chúng ta mới tiếp tục ăn tiếp. Chúc bà con ta vui vẻ mạnh khỏe nào. Xin chào.